phương ngoại phương. Nơi mà bản ngã trú ngụ chính là thời gian, nơi mà chân ngã trú ngụ chính là phi thời gian. Khi bạn tiếp xúc được với chiều kích phi thời gian, bạn sẽ tiếp xúc được với con người chân thật của chính mình. Con người chân thật của bạn là con người hằng nhận biết, chiếu rọi vô sinh bất diệt, luôn hiện hữu nơi phi thời gian. Tôi tạm gọi nơi phi thời gian ấy là phương ngoại phương, là phương trời thong dong tự do và thoát nằm ngoài phương trời của hữu thể, của thời gian. Nơi phương ngoại phương không có cái mà ta gọi là quá khứ, hiện tại, tương lai. Nơi phương ngoại phương chỉ có duy nhất sự hiện hữu đang là. Nhưng vì sao rất ít người tiếp xúc và sống được với phương ngoại phương? Là bởi vì phần đông luôn kẹt vào dòng chảy của thời gian. Bởi vì phần đông luôn sống với chiều kích của tâm trí mà không được sống được với cái không tâm trí, với cái vô niệm. Sống ở vị trí của bản ngã là đang sống nơi chiều kích của tâm trí, là đang bị nhốt mình trong dòng chảy chật hẹp của quá khứ, hiện tại và vị lai. Là bị xoáy vào vòng chảy vô tận của đối đãi nhị nguyên như đúng sai, phải quấy, tốt xấu, có không, được mất. Tất cả điều này nguyên nhân của đau khổ. Sống ở vị trí giác là sống nơi phương ngoại phương, là sống nơi miền tĩnh lặng tuyệt đối, vô biên và trùng khắp, là sống với con người tự do tuyệt đối, là sống với phúc lạc tối thượng. Từ vị trí bản ngã đến vị trí giác chỉ cách nhau có một niệm duy nhất. Ta có thể nói là nó rất gần, mà nó cũng có thể rất xa. Vì chúng ta đã có thói quen lăng xăng, chạy theo muôn trùng vọng niệm, không có giây phút nào dừng suốt bao đời, bao kiếp. Phương ngoại phương là không gian duy nhất có thể giúp cho bạn bước vào thế giới của hiện hữu, thế giới của thực tại đang là, thế giới của vô niệm.